Và tiếp theo đó là con CS400X thứ hai. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp của em nó. Đây là những dòng Series X. Thì em báo lại thông số để các bác nào mình chưa xem video trước thì mình có thể biết được thông số của những con đẩy Mỹ B-Way này. Thì em này công suất là 700W, đánh trở kháng là xuống tới 2 ohm, nên là rất là phù hợp để các bác chơi nhiều loa hai volume trước, mắt in USA. Và đây là cái phê tán nhiệt của phần sò công suất, các bác sẽ thấy được con sò Motorola đang nằm đây, nó chạy là 16 con nha các bác. Ở phía trên đó là sơ đồ đặc trưng của hãng B-Way, mắt in USA. Và các bác mua đẩy và mua bao và những thiết bị karaoke bên em thì những con đẩy được tặng kèm một bộ dây bãi xịn của Nhật ba lăng nha, hoặc là ba lăng ra 6 ly để các bác kém từ vang xuống nha. Nếu các bác không kém vang, kém từ CD xuống thì các bác lấy AV, một bộ dây canret Nhật xịn nha, giá là 350.000 được tặng kèm khi các bác mua những con đẩy này. Và giá con BYCS400X được là giá 8 triệu đã bao gồm phí ship, được tặng kèm một bộ dây xịn để các bác sử dụng cho nó âm thanh nó tốt hơn. Tại vì đồ đã có đẩy xịn thì mình phải dài dây tốt nha, gửi kèm các bác là dây xịn đó nha. Và đây là ruột rà bên trong của con sản phẩm. Đây là phần mạch âm sắc cho vế bên trái. Đây là cái phần nguồn quân đội màu xanh nha các bác. Và vế phải, đây là phần sò công suất và phần nguồn. Đây là phần bên hông, các bác có thể thấy được độ đẹp của nó nha. Đây, mặt tiền của em nó quá đẹp trai nha các bác. Giá 8 triệu thì đây là một trong những đối tác để các bác chơi những dòng loa xịn sò ở trong gia đình, loa boss, loa bên bay, những dòng loa full. Con này chơi loa full 30 thoải mái nha các bác, gọi là quá căng đúng không? Nếu các bác chơi bass 40 mà loa xịn ribe nhưng RRX115 bass 40 rồi đánh vẫn tốt nha các bác. Sử dụng tụ là tụ Philips nha các bác, tụ Philips phương miệng. Và đây là phía sau, đây là có trạm chuyển điện nha các bác, mình có thể chuyển điện về 220 được này. Đây, điện chuyển qua điện 220 chỉ cần gạt lên 700W nha. Thì các bác thấy đồ mới, đồ xịn sò, đồ keng của nó này. Trang bị là 300 loa, 200 loa 6 ly và 100 loa bắp chuối và mỏ chim. Chúng ta có thể vặn ra và xỏ cái dây vào, hay là cái quạt từ. Đấy, rất là êm ái, nghe nhạc thì không gây cảm giác ồn nha, rất là êm luôn. Và đường tín hiệu vào là hai đường 6 ly và đường 35, rất là mới nha các bác. Nào mình lấy con này thì liên hệ cho em Chiến nha. BY 400X là một trong những sản phẩm rất là đáng chơi về chất âm hay, khỏe, lực. Nếu các bác chơi một cặp full 40 xịn thì con này quấn cũng thoải mái luôn nha các bác. Hoặc là chơi một cặp full 30 và bù thêm một cặp 20 là cũng rất là ok ra gia đình. Ghép một con vang xịn sò lên nữa là mình có thể thưởng thức chất âm, vừa nghe nhạc vừa karaoke với hai volume trước. Đấy. Và đẹp, máy thì quá đẹp cho các bác luôn nha. Bên thiết kế rất là ngầu và mạnh mẽ, và bằng sản phẩm ruột gan thì mới đẹp. Bác nào mình lấy siêu tầm con này để chơi gia đình thì liên hệ cho em nha. Sắm sửa cho gia đình chuẩn bị Tết một con đẩy xịn sò. Chất âm của những đẩy xịn BY thì chúng ta không cần lăn tăn rồi, quá hay và mạnh khỏe. Đây là hai số điện thoại của em nha, các bác có thể liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Đây là cái nắp của em nó. Bên em phục vụ những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke gia đình.